Chân mình để tiền, tập 395. Lão tử không tin, càng nghĩ càng tức, Phạm Thống cứ thế nổi điên. Thế rồi ông ta đập luôn cả 1.000 nguyên thạch lên trên bàn, xong xuôi còn không quên liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ. Ta đặt tiểu, có tin lão tử xử tử luôn ngươi hay không ạ? Nghe người nói vậy, người đàn ông vạm vỡ cứ thế ngó lơ mà chỉ chuyên tâm lắc xúc sắc trong bát. Cũng vào giây phút ông ta đặt cái bát xuống bàn thì một cái túi đựng đồ được ném ra. Đây là túi tiền của Diệp Đại Hào, lần này bên trong đó có không ít tiền. Toàn bộ tài sản của anh có hơn 2.000 nguyên thạch. Mở! Người đàn ông vạm vỡ hô lên, cái bát mở ra. Sau khi ông ta mở cái bát ra, tiếng mắng chửi vang lên chấn động cả đỗ phường. Đám tu sĩ thua cược tức tối, suýt chút nữa nhảy cả lên bàn cược. Thậm chí có người còn định đánh cả người đàn ông vạm vỡ kia. Liên tiếp 4 lần tiểu, còn muốn sống hay không nữa hả? Nhìn thấy những người xung quanh liên tiếp mắng chửi, người đàn ông vạm vỡ chỉ nhún vai, không chịu được cảnh này thì làm sao mà làm nhà cái được chứ. Hắn ta gặp cảnh này nhiều rồi nên cũng quen, hắn cũng chẳng sợ chuyện gì xảy ra và cũng chẳng ai dám gây chuyện. Phía bên này, Diệp Đại Hào đã cất đi 2.000 nguyên thạch, anh nhét vào trong ngực áo. Ở một bên, khuôn mặt Phạm Thống đã tối sầm cả lại. Đều tới đây để kiếm tiền mà chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Diệp Đại Hào ho hắn, anh cứ thế lùi ra ngoài. Sau khi ra khỏi bàn cược, Diệp Đại Hào không rời đi mà quay sang bàn cược bên cạnh. Mục đích là để người khác không chướng tai chướng mắt. Không lâu sau đó, Diệp Đại Hào đã ngắm trúng một cái bàn cược khác. Không tới 3 phút, anh đã kiếm thêm được rất nhiều nguyên thạch và rời đi một cái bàn cược khác nữa. Tôn chỉ của anh chính là chơi một lần đổi một lần. Cũng chính vì tôn chỉ này nên anh liên tiếp xuất hiện từng trước bàn cược. Cứ thắng được một mẻ lớn lại đổi bàn cược nên chỉ chưa tới nửa canh giờ, anh đã kiếm về được hơn 500.000 nguyên thạch. Đủ 200.000 rồi, dừng thôi. Diệp Đào dừng chân trước một bàn cược vừa mới tới, trong lòng thầm nghĩ. Cũng vì vết xe đổ lần trước ở Đan Thành nên một đời cá cược như thế này có thể thắng tiền nhưng không được thắng quá nhiều. Nếu không sẽ có người kiếm chuyện. Giống như Lăng Tiêu năm trước, nếu không phải ở Đan Thành không thể giết người thì có lẽ anh đã bị xử lý từ lâu rồi. Diệp Đại Hào đang mãi nghĩ ngợi thì có một người vỗ vai anh. Diệp Đại Hào vô thức quay đầu, khóe miệng dịch dịch. Phía sau anh là lão già giả hoạt, nói chính xác hơn là lão già giả hoạt mặc một cái quần hoa đề đẹp. Không sai, từ đầu tới chân ông ta chỉ mặc mỗi một cái quần hoa, không cần nói cũng biết đó chính là Phạm Thống. Chuyện gì vậy? Diệp Đại Hào nhìn Phạm Thống từ đầu tới chân và đôi mắt vẫn chưa rời khỏi cái quần của ông ta. Đừng nhắc nữa, liên tiếp ra 10 bán đều là tiểu. Phạm Thống mắng chửi, nước bọt bắn ra tung tóe. Sau đó thì sao? Sau đó ta thua, chỉ còn cái mỗi cái quần lót này thôi. Sau đó thì sao? Cho ta vay ít tiền, thắng rồi ta trả lại ngươi. Ta không có. Diệp Đào lắc đầu dứt khoát, có trời mới biết ông ta vay tiền xong có trả hay không. Tiền chết thịt này, ta vì đạo hữu này, gia chủ nhà ta có lời mời. Không đợi Phạm Thống nói xong, thì một lão già mặc y phục tím đã xuất hiện trước mặt hai người. Câu nói này là nói với Diệp Đại Hào, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Phạm Thống. Đều đến đây để kiếm tiền, sao người có thể thua tới mức thê thảm thế này chứ? Lão già mặc y phục tím liếc nhìn Phạm Thống từ đầu tới chân, còn Diệp Đại Hào lại nhìn lão già mặc y phục tím, thầm nghĩ những gì nên đến đã đến rồi. Nếu không phải Phạm Thống đến, thì nói không chừng anh đã thắng cược và rút khỏi đây trót lọt. Tiểu hữu, xin mời. Lão già mặc y phục tím nhìn sang Diệp Đại Hào. Ta còn đang bận kiếm tiền, không đi. Diệp Đại Hào lắc đầu, lên bên kia cũng có thể kiếm tiền tiếp. Lão già mỉm cười, chủ nhân của ta muốn chơi cùng tiểu hữu, vả lại không cần tiểu hữu bỏ tiền cọc. Thắng thua đều do Đỗ Phường chịu, hy vọng tiểu hữu nể mặt, ta không đi. Diệp Đại Hào vẫn lắc đầu, nói rồi anh ném ra một túi tiền và tiếp tục cược. Mà số tiền lần này anh ném ra lại không hề ít. Tiểu hữu đừng trách lão phu đắc tội. Lão già áo tím lập tức tóm tay Diệp Đại Hào lôi anh đi. Tiền của ta? Diệp là thật sự chỉ muốn mắng chửi lên mồm, đương nhiên sẽ không thiếu phần của tiểu hữu. Lão già giơ tay lên lấy lại túi tiền mà Diệp Đại Hào vừa ném ra, sau đó đưa lại cho anh. Ta cũng đi. Phạm Thống nói rồi đi theo. Người chơi chỗ khác đi. Lão già phất vạt áo khiến Phạm Thống vừa định đi theo lập tức quay lại chỗ cũ. Cái quần lót hoa sáng màu ông ta mặc trông hết sức chóa mắt.
Diệp Đại Hào cứ thế bị đưa lên tầng 3 của Đỗ Phường, vả lại còn đi cùng lão giặc mặc y phục tím. Nếu nói về người này thì tu vi không phải tầm thường, ông ta là tu sĩ cảnh giới hoàng thực thụ. Một người mạnh như vậy chẳng cần nghĩ cũng biết chủ nhân của ông ta không hề đơn giản. Về điểm này thì Diệp Đại Hào rõ hơn ai hết. Có thể mở cả Đỗ Phường ở U Đô thì mỗi năm phải nộp 1 triệu nguyên thạch cho gia tộc Chu Tước. Tài sản nhất định phải rất giàu có. Còn chủ nhân của Đỗ Phường thì ắt là một người có máu mặt. Tiểu hữu, xin mời. Trong gian phòng Thiên Tự Hiệu, lão già mặc y phục tím thả Diệp Đại Hào ra rồi thay anh mở cửa phòng. Diệp Đại Hào ho khúc khắc nhưng vẫn bước vào bên trong. Gian phòng này được bày trí nguy nga tráng lệ, chính là một thế giới hoàn toàn mới. Không gian không hề nhỏ hẹp, bên trong còn có giả sơn và nước lượn quanh trông cực kỳ tao nhã. Đến cả đinh thảo trồng trong này cũng là loại hiếm có. Quả thật là biết cách hưởng thụ. Diệp Đào thầm xích xoa, nghĩ tới mình chỉ có căn nhà rộng 10 trượng trông chẳng khác gì nấm mồ, lại nhìn nơi ở của người ta tao nhã thanh tịnh mà chẳng còn lời nào có thể so bì. Tiểu tử, người cũng to gan đấy. Khi Diệp Đại Hào còn đang mãi quan sát thì một giọng nói lạnh lùng của nữ nhân truyền đến. Ngay vậy Diệp Đại Hào bất giác ngẩng đầu nhìn xa xa, anh có thể trông thấy một nữ tử. Nữ tử này đứng quay lưng lại với anh, dựa vào lan can, khoác trên mình bộ váy đỏ rực, thân hình nóng bỏng với từng đường nét gợi cảm, mái tóc trời sinh màu xanh ngọc bích khẽ bay theo gió, toàn thân như ẩn như hiện thần hà rực rỡ. Trong nữ tử này chẳng khác gì tiên nữ từ cửu trùng thiên hạ phàm, thánh khiết vô cùng. 100 tuổi, tầng thứ 6, cảnh giới thiên. Diệp Đại Hào đảo mắt nhìn ra tuổi tác của nữ tử kia, cũng nhìn ra tu vi đạo hạnh của người này. Trong lòng anh trầm trồ, người này chắc chắn là một bậc thiên tài. Dám giở trò ở Đỗ Phường của ta, người chán sống rồi phải không? Nữ tử kia quay người để lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt đỏ hồng nhưng không phải vì ngại ngùng mà vì uống quá nhiều rượu. Ta không giở trò. Diệp Đại Hào nhún vai, việc này anh không thể thừa nhận trừ phi não anh bị nhũn. Ồ, nữ tử kia tỏ rất bình tĩnh, không giở trò mà thắng liên tiếp, đồn ra ngoài ai tin chứ. Vận may của ta tốt mà. Ồ, vậy thì tốt sao? Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây. Diệp Đại Hào nói rồi quay người định rời đi. Đừng vội. Nữ tử kia bước tới chặn đường Diệp Đại Hào, trong tay còn cầm một vò rượu. Đầu tiên là đi xung quanh Diệp Đại Hào rồi mới dốc rượu uống. Muốn đi cũng được thôi, cược với ta một ván, 100.000 tiền cược. Nếu người thắng thì có thể lấy đi toàn bộ, nếu người thua thì ta sẽ đem ngươi rời khỏi đây. Tuy nhiên, cho dù ngươi thắng hay thua thì đa phần đều không hy vọng sau này ngươi tới chỗ ta làm loạn tiếp theo. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Diệp Đại Hào hào hứng nhìn nữ tử kia. Không đồng ý cũng không sao. Nữ tử kia nhấp một ngụm rượu. Có điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, tính khí của ta không được tốt cho lắm đâu. Ta không chắc có vài tối sẽ lôi vài người tới chỗ ngươi nói chuyện, cũng không chắc hôm nào đó sẽ lôi ngươi ra khỏi thành đi vài vòng xem phong cảnh đẹp như thế nào. Vừa nghe vậy Diệp Đại Hào dịch khóe miệng. Công phu dọa dẫm của nữ tử này đúng là không hề vừa. Có cảm giác lạnh sống lưng hay không? Nữ tử kia chớp đôi mắt trong veo nhìn Diệp Đại Hào. Có. Diệp Đại Hào sợ rồi, anh bất giác xoa xoa lỗ mũi. Vậy ngươi có cược không? Cược. Vậy mới phải chứ. Nữ tử kia có vẻ rất hài lòng với đáp án này. Một tay cô ta cứ thế đặt lên vai Diệp Đại Hào, cũng không cần biết Diệp Đại Hào có đồng ý hay không. Sau đó kéo Diệp Đại Hào đi về phía chòi nghỉ mát. Người không biết còn tưởng Diệp Đại Hào là tiểu đệ của cô ta nữa. Ở chòi nghỉ mát có một cái bàn ngọc thật được tạo nên bởi loại đá đặc biệt. Bên trên còn có cấm chế lạc ấn, giống với cấm chế của những chiếc bàn ở bên dưới. Mục đích là để tránh tu sĩ giở những thần thông không đáng có. Đơn giản một chút, đoán đại hay tiểu. Nữ tử kia sánh vạt áo lên, một tay cầm vò rượu trong tay, cầm chuông sắt. Trên bàn ngọc thạch còn có thêm 3 viên xúc sắc khác lấp lánh ánh sao. Được. Diệp Đại Hào trả lời nhanh gọn. Đừng có nhìn nhầm đấy. Nữ tử kia lắc xúc sắc rất tao nhã. Cô ta nhanh gọn gạt 3 viên xúc sắc vào bên trong rồi lắc rất có nhịp điệu. Vừa lắc một tay vừa cầm vò rượu trút ngựu vào miệng mình. Cô ta là chủ nhân của Đỗ Phường sao? Diệp Đào vừa nhìn chuông lắc vừa nhìn nữ tử kia. Một mỹ nữ xinh đẹp sao lại giống như một con sâu rượu thế chứ? Ồ không đúng, nói là sâu rượu, nghiện cược. Còn huyết mạch của cô ta? Diệp Đào cảm nhận được rõ ràng huyết mạch của mình đang run rẩy.
Cũng chỉ khi gặp phải huyết mạch mạnh mẽ mới có phản ứng như vậy. Cho dù là anh cũng không đoán được huyết mạch của cô ta là gì. Bịch. Khi Diệp Đại Hào còn đang mãi suy nghĩ thì nữ tử kia đã úp cái bát lắc xuống bàn. Kỳ lạ là mặc dù bát được đặt trên bàn nhưng ba viên xúc sắc bên trong vẫn di chuyển, chốc chốc còn vang lên tiếng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh vui tai. Diệp Đại Hào thẫn thờ, còn có cả kiểu thế này sao? Diệp Đại Hào có thể nhìn thấu con số bên trong là thật, nhưng tiền đề là những con xúc sắc kia phải ở trạng thái tỉnh, chúng vẫn xoay như điên thì như thế, thì anh làm cách nào mà nhìn được chứ? Trước khi xúc sắc chưa ngừng di chuyển thì mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra. Đoán đi. Nữ tử kia ngồi xuống, cô ta nhàn nhã dựa người vào lan can, hai chân vắt vào nhau, chớp chớp đôi mắt có phần chính choáng say, nhìn Diệp Đại Hào chốc chốc lại nhấp thêm ngụm rượu. Cái này Diệp Đại Hào nhìn cái chuông lắc, ba viên xúc sắc vẫn đang di chuyển, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Sao xúc sắc không ngừng thì không đoán được sao? Nữ tử kia nhìn Diệp Đại Hào cười nói, ta còn chưa biết quý danh cô nương là gì mà. Diệp Đại Hào ho hắn đổi chủ đề, anh cũng chẳng có hứng thú muốn biết quý danh của cô ta. Mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là kéo dài thời gian chờ đợi xúc sắc dừng lại. Gọi ta là Mục Uyển Thanh là được. Nữ tử kia hất tóc rất có phong thái. Mục Uyển Thanh. Diệp Đào nhướng mày, anh nhìn nữ tử kia với vẻ mặt có phần kỳ lạ. Một nữ tử vừa ham rượu vừa ham cược lại có tính cách bá đạo như vậy, sao lại có tên thanh tao như thế chứ? Có thể đoán được chưa? Mục Uyển Thanh nhìn Diệp Đào cười cười nói, bông hoa kia quả thật là đẹp. Diệp Đào lại đánh trống đảng, anh đưa mắt nhìn một bông hoa thanh liên đang nở cách đó không xa. Đó là bích hải thanh liên. Mục Uyển Thanh nói với khuôn mặt mang theo ý cười, trong giọng nói còn hơi chính choáng say. Cây linh thảo kia cũng thật đẹp, lại có hỏa diệm trời ban, hỏa vũ tiên thảo. Hừ, cây linh thảo lấp lánh kia cũng không tồi à. Phệ hương ngọc linh quả. Wow, đó là gì? Lại còn phát sáng nữa. Thương hải linh châu. Ê, cái trâm cài tóc này của cô đẹp thật đó. Thanh lệ tiên ngọc, ta cũng muốn uống. Nói sớm có phải tốt không? Mục Uyển Thanh cứ thế ném vò rượu cho Diệp Đại Hào. Hồ, rượu ngon. Diệp Đại Hào ôm vò rượu rồi trơ mắt nhìn cái chuông lắc kia. Ba viên xúc sắc vẫn đang xoay một cách điên cuồng, xoay chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Có phải người đang muốn đợi xúc sắc dừng lại hay không? Mục Uyển Thanh dùng một tay chống cằm, nhìn Diệp Đại Hào với khuôn mặt hào hứng. Nói gì thế chứ, làm gì có chuyện đó? Kéo dài thời gian không có tác dụng đâu. Mục Uyển Thanh lại lần nữa hất tóc, chuông lắc không mở thì chúng sẽ không dừng. Ngươi kéo dài thời gian không có tác dụng, đoán sớm đi cho xong. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Đào xoa xoa mắt trái cảm thấy hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một Mục Uyển Thanh ở phía đối diện không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Không có tiên pháp lại có thể khiến những con xúc sắc kia xoay tít. Anh tự nhận mình không thể làm được. Không thể phủ nhận, hiện giờ anh cảm thấy rất xót xa. Xúc sắc không ngừng xoay, cho dù có tiên nhãn cũng chẳng có tác dụng gì. 100.000 nguyên thạch đó. Diệp Đại Hào càng nghĩ càng xót. Nếu mà thua thì sau này không thể kiếm nhiều tiền ở đây nữa. Cảm thấy tổn hại không biết bao nhiêu tiền. Đường đường là thánh chủ thiên đình, đường đường là hoàng đế thứ 10 của đại sở, mà lại bị trị tới mức không có cách phản kháng lại. Khi Diệp Đại Hào còn đang phân vân thì linh quang của anh xuất hiện. Hình như anh nhớ tới cái điều gì đó. Trong chốc lát, từng ngón tay trong ống tay áo Diệp Đại Hào liên tục di chuyển, xoay chuyển bí pháp chu thiên diễn hóa. Anh không nhìn được số đại hay tiểu, vậy thì đoán xem đạo hạnh của ai cao hơn ai. Không biết nếu để Mục Uyển Thanh ở phía đối diện mà biết được Diệp Đại Hào đang làm gì thì liệu cô ta có nhảy dựng lên hay không. Dùng bí thuật diễn tiến để đoán đại hay tiểu cũng chỉ có một tên kỳ quái như Diệp Đại Hào mới có thể nghĩ ra. Không biết từ bao giờ khóe miệng Diệp Đại Hào chợt nở nụ cười giảo hoạt. Anh thầm tính toán trong lòng, bây giờ ngươi đã đoán được chưa? Mục Uyển Thanh vẫn chống tay xuống cằm, nhìn Diệp Đại Hào với vẻ mặt đầy hứng thú. Không phải tiểu thì là đại, ta đoán đại. Diệp Đại Hào nhún vai, bày ra bộ dạng bất lực. Nói thật thì ta cũng không biết là tiểu hay đại, thắng hay thua thì xem vận may của mỗi người vậy. Mục Uyển Thanh đáp lời rồi mở chuông lắc ra. Cái chuông vừa được mở ra, từng viên xúc sắc đang xoay tít bên trong giảm dần tốc độ rồi từ từ đứng yên trên bàn, hiện ra ba điểm rất chóa mắt. Xem ra vận may của ta vẫn tốt hơn một chút. Diệp Đại Hào liếc nhìn con số rồi nhìn sang Mục Uyển Thanh với vẻ mặt đầy hào hứng. Kết cục đúng như anh tính toán,
4, 5, 6, tổng cộng là 15 điểm. Đại, anh thắng rồi. Được, người thắng rồi đó. Một Nguyễn Thanh dây trán, cũng không biết vì đã say được hay vì thua cược mà sót. Đường đường là chủ nhân của Đỗ Phường mà lại thua thảm trong tay một tên tiểu tử. Đưa tiền cho ta còn có việc. Diễm Đào đứng dậy giơ tay ra. Tên gì cơ? Đường đường là chủ nhân của Đỗ Phường, trông lại xinh xắn như vậy, không thể nói rồi nuốt lời chứ. 100.000 nguyên thạch là do chính cô nói ra. Ồ, xem cái đầu ta này. Một Nguyễn Thanh vỗ ngực, cô ta lập tức phất tay, lấy ra một tờ giấy trắng, cầm lấy cái chút bút trúc, rồi viết bốn chữ viết hoa xin xẹo. 100.000 nguyên thạch, này, cầm lấy. Một Nguyễn Thanh viết tờ giấy bốn chữ, 100.000 nguyên thạch, rồi đưa cho Diệp Đại Hào. Ta có thể chữ thề không? Khóe miệng Diệp Đại Hào dịch dịch, vì sao lại chữ chứ? Một Nguyễn Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn, tròn xoay mắt nhìn Diệp Đại Hào. Ta... Diệp Đại Hào nói rồi bắt đầu cúi đầu liếc nhìn tứ phương như đang tìm gì đó. Này, ngươi tìm gì thế? Gạch. Trong màn đêm đen, những vì sao như những hạt cát bụi. Diệp Đại Hào ôm đầu đi con đường phồn hoa. Anh chỉ cảm thấy chân mình đang bước trên từng cây bông vải, chồng chành lắc lư. Wow! Diệp Đào liên tục dụi mắt, dụi mãi cũng không biết những từng ngôi sao lờ mờ trước mắt. Chu thiên diễn hóa đúng là vô song. Anh quả thực đã tính toán ra để chiến thắng, nhưng lại không tính được một Nguyễn Thanh chơi khăm. Anh khiến anh trở tay không kịp. Anh không tìm được viên gạch nào, còn bản thân anh thì bị người ta ném ra khỏi Đỗ Phường. Cũng may anh chạy nhanh, nếu không thì không tránh được một đánh, bị đánh một trận tơi bời. Được, cứ đợi đấy cho ta. Diệp Đào vừa đi vừa mắng chửi. Anh định ngày mai sẽ quay lại kiếm chắc thêm rồi mới rời đi. Đi rồi lại quay lại, không khiến nơi nào đó khuynh gia bại sản thì anh không dừng lại. Đang đi mãi, Diệp Đại Hào vô thức dừng chân. Ánh mắt anh dừng lại bên trên một sạp hàng bên cạnh. Sạp hàng này không quá rộng lớn, nhưng những món đồ được bày bán ở đây lại không hề ít. Pháp khí, đan dược, linh thảo, cái gì cũng có. Có điều những thứ đó đối với Diệp Đại Hào mà nói, có hay không cũng không quan trọng. Có điều trên sạp hàng này cũng có thứ mà Diệp Đại Hào ưng mắt. Đó là một hòn đá chỉ to bằng hũ rượu, trông lởm chởm gập ghềnh, không nhìn ra được có nó có cái gì khác biệt. Chỉ là một hòn đá bình thường vã lạc, 8 phần còn là hòn đá được nhặt từ bên lề đường. Chu Tức Tinh lại có cả đá như thế này sao? Diệp Đại Hào cau mày vì khí tức của hòn đá kia rất quen thuộc với anh. Nó rất giống với hòn đá trong đại hội đấu thạch ở cổ thành Thiên Long, chắc chắn là tới cùng một nơi. Diệp Đại Hào bất giác dừng chân. Anh đứng trước sạp hàng, âm thầm mở tia nôn nhãn, nheo mắt nhìn hòn đá kia. Thông qua bề mặt hòn đá, anh trông thấy bên trong, chính giữa hòn đá có một giọt máu 7 màu. Giọt máu đó rất bất phàm, có dị tượng đan xen. Nếu nhìn kỹ thì chính là huyễn cảnh một con chim phượng hoàng 7 màu. Chắc chắn là máu phượng hoàng. Diệp Đào lẩm bẩm, đôi mắt anh lóe sáng. Phượng hoàng là một trong tứ đại thần thú, có thể sánh ngang với thánh thú Kỳ Lân. Trên đời này có những người từng thấy phượng hoàng thực thụ đã quý rồi. Huống hồ đây còn là phượng hoàng 7 màu và máu tươi 7 màu của phượng hoàng. Đây chính là một vật vô giá. Năm xưa, Diệp Đại Hào từng nuốt một giọt máu rồng bá đạo ở Thiên Long Cổ Thành. So với phượng hoàng 7 màu thì máu rồng bá vương kia vẫn còn kém hơn một chút. Nên biết rằng phượng hoàng 7 màu cùng cấp với Thái Hư Cổ Long. Đúng là may mắn. Diệp Đại Hào hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn chủ sạp hàng. Chủ sạp hàng này là một lão già xấu xí, có lẽ vì trời tối rồi nên lúc này ông ta đang nghỉ ngơi. Diệp Đại Hào tới đây lâu rồi mà ông ta còn không nhận ra, cũng chẳng trách ông ta chẳng bán được đồ. Hòn đá này bán thế nào? Diệp Đào lên tiếng. Lão già bị đánh thức thì vội đứng dậy. Ông ta lắc lắc cái đầu mộng mị của mình, rồi lại nhìn Diệp Đào một cái, sau đó giơ ba ngón tay lên. 3.000, không trả giá. Một hòn đá mà 3.000 sao? Diệp Đào bĩu môi. Đây không phải là hòn đá bình thường, đây là bảo bối. Vậy ông lấy nó ở đâu? Diệp Đào cầm hòn đá lên, lật đi lật lại quan sát, vừa hỏi. Anh muốn biết lai lịch hòn đá này xem nó có liên quan gì đến Thập Vạn Đại Sơn hay không. Nói tới hòn đá này thì câu chuyện dài lắm. Lão già lấy ra một túi thuốc trong ngực áo rồi hút phì phò. Lão ta nhả ra đòn khải trắng, mặt mày đăm chiêu. Vào một đêm mưa gió, ta 1.000 thì ta mua. Lão Diệp Đại Hào có thể ngắt lời. Anh không có thời gian mà nghe lão ta kể chuyện một đêm mưa gió. 2.000, 1.000,
1.500, 1.000, 1.300, 1.000. Ta lão già suýt chút nữa thì tức đi lên, lão ta đã hạ giá xuống còn 1.300 mà anh vẫn hét đi 1.000, người hét cái giá cũng vừa thôi chứ, ông có bán không? Diễm Đào mỉm cười nhìn ông ta, lấy thì lấy đi. Lão già xua tay, ta chưa gặp kẻ nào hét giá như người cả, cảm ơn. Diễm Đào nhếch miệng cười, anh đưa cái túi đựng đồ rồi ôm hòn đá quay người rời đi. Chơi với ta, ông còn kém xa lắm. Phía sau lão già cầm ngân lượng cười gian xảo, không biết nếu lão ta biết trong hòn đá kia có máu phượng hoàng, vả lại còn là máu phượng hoàng bảy màu, thì liệu có tiếc của mà bật khóc hu hu hay không? Phía bên này, Diệp Đế Hào đã ôm hòn đá đi về phía truyền thống trận ở trung tâm tòa thành. Máu thuần túy của phượng hoàng, bảo vật nghịch thiên này có tác dụng trị ám thương rất tốt, đây quả là cơ duyên. Nuốt nó. Nghĩ rồi, Diệp Đế Hào bất giác tăng nhanh tốc độ để trở về nuốt máu phượng hoàng bảy màu, sau đó còn quay lại Đỗ Phường vớt vát thêm ít tiền. Đợi tới khi về tới nơi thì đã là đêm khuya. Từ xa Diệp Đế Hào đã trông thấy lão già giả hoạt, nói chính xác là lão già mặc quần lót hoa, lão ta đang ngồi ở cửa nhà anh. Cảnh tượng đó thật là hài hước. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Đế Hào dịch dịch. Lão già giả hoạt kia đương nhiên là Phạm Thống. Diệp Đế Hào vẫn còn hoài nghi liệu có phải Phạm Thống thua cược đến mức chỉ còn mỗi cái quần lót kia không. Ôi cha, thấy Diệp Đế Hào tới, Phạm Thống lập tức đứng bật dậy, xoa xoa tay, mặt mày gian dảo tiến lên trước. Nửa đêm không ngủ tới cửa nhà ta làm gì? Diệp Đế Hào liếc nhìn Phạm Thống, đợi ngươi. Đừng, ta không có sở thích đó đâu. Đừng ồn ào. Phạm Thống cười giáo hoạt, ông ta nhướng mắt nhìn Diệp Đế Hào. Nào, nghe gia gia nói, lão già mặc y phục tím kia đưa ngươi lên kia làm gì? Có phải là lấy tiền để dọa ngươi không? Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, nói tới là ta lại tức điên người. Diệp Đế Hào nói rồi mặt mày tối sầm cả lại. Không nhắc thì không nhắc. Phạm Thống xoa tay cười. Ngày đó hôm nay người thắng đậm, cho ta vay ít tiền, đợi ta thắng rồi trả lại ngươi gấp đôi, ta lấy danh dự đảm bảo, ta không có tiền. Diệp Đào trả lời dứt khoát, sau đó quay người bước vào nhà. Đừng, đừng mà. Phạm Thống vội vàng tiến lên trước kéo Diệp Đào lại. Ngươi không thể như thế được, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm của nhau mà. Bao nhiêu hàng xóm như thế, sao ông không đi vay người khác, vay của ta làm gì chứ? Ta vay rồi, nhưng không ai thèm quan tâm tới ta. Ông đường đường là tu sĩ chuẩn hoàng mà nhân phẩm cũng kém rồi sao? Diệp Đế Hào bất giác tặc lưỡi. Theo ta thấy thì dựa vào thực lực của ông nên đi nhận nhiệm vụ đổi lấy tiền sẽ nhanh hơn đó. Làm nhiệm vụ mệt lắm, ta không đi đâu. Ấy, nữ nhân kia không mặc đồ kia. Phạm Thống vừa dứt lời đã nghe tiếng Diệp Đế Hào hét lên, không mặc y phục, đâu 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 đâu. Phạm Thống quay đầu, mắt sáng bừng cả lên. Nhưng khi ông ta nhìn ra hướng khác thì đừng nói là nữ nhân không mặc y phục, mà đến cả một con chim bay qua cũng chẳng có. Đột nhiên mặt Phạm Thống tối sầm cả lại. Có điều khi ông ta quay đầu lại thì Diệp Đế Hào đã bước chân vào nhà từ lâu. Mẹ kiếp! Phạm Thống nhảy lên cao 3 trượng, mắng chửi té tát, nước bọt bắn ra tung tóe. Nghe tiếng mắng chửi ông ta, Diệp Đế Hào cứ thế ngó lơ. Anh lập ra kết giới, tai không nghe thấy thì tâm không khó chịu. Cánh cửa đóng chặt lại, Diệp Đế Hào lập tức khoanh chân ngồi bên cạnh tụ linh trận. Anh tung chưởng đập tan hòn đá kia. Đột nhiên tiên quang bảy màu rực rỡ chói lọi, máu phượng hoàng bảy màu bay ra đan xen với dị tượng, trong đó có thể còn thấy nghe thấy tiếng phượng hoàng hí. Nó như có linh trí, sau khi bay ra còn muốn chạy thoát, nhưng Diệp Đế Hào chộp lại nắm trong lòng bàn tay. Chia cho người một nửa. Diệp Đế Hào chia máu phượng hoàng thành 2 phần rồi đưa cho Tiểu Ưng. Thấy vậy, Tiểu Ưng lập tức bay đi thật xa. Nhìn thấy máu phượng hoàng trong ánh mắt nó còn mang theo vẻ kiên dè, đây là bảo bối đấy. Diệp Đào vội cười nói, thế nhưng Tiểu Ưng vẫn lắc đầu. Đại ca ca, huyết mạch của ta và huyết mạch của phượng hoàng xung đột, máu của tộc phượng hoàng có bậc quá cao, ta không thể áp chế được nên sẽ tạo phản phệ. So với ta mà nói thì huyết mạch thánh thể của huynh có thể dung hòa được, cũng chỉ có huynh mới có đủ tư cách để trấn áp nó. Còn có cả chuyện này sao? Diệp Đào thẫn thờ trong giây lát. Dù sao ta cũng không dám nuốt nó đâu, đại ca ca nuốt đi. Tiểu Ưng lại lùi tiếp về phía sau 3 trượng. Diệp Đào mỉm cười, anh không cưỡng cầu. Anh lại lần nữa dung hợp 2 phần máu của phượng hoàng lại, rồi hít vào một hơi thật sâu, nuốt nó vào trong bụng. Tiếp đó Diệp Đào liền cảm nhận được thánh huyết sục sôi như ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể anh, giống như biển lửa sôi trào. Mặc dù giọt máu phượng hoàng rất nhỏ, nhưng lại khiến thánh thể của anh như thiêu như đốt. Diệp Đào khẽ hắng giọng,
anh vận chuyển công pháp hỗn độn, sức mạnh luân hồi cũng tham gia vào. Máu Phượng Hoàng còn mang theo tinh khí dồi dào, lại có đặc ấn bất phàm, quả thực còn bá đạo hơn cả máu rồng rất nhiều. Chẳng trách mà Tiểu Ưng không dám nuốt, với huyết mạch của nó thì thực sự khó thể áp chế được huyết mạch Phượng Hoàng. Diệp Đại Hào nhắm nghiền đôi mắt, anh trấn áp máu Phượng Hoàng, rồi điên cuồng luyện hóa, hấp thu tinh hoa của Phượng Hoàng, xóa đi ám thương trong cơ thể.